Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng eShip.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một bộ mắt kính đến từ thương hiệu Lacoste đã được eShip.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của eShip.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được eShip.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng đã mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay. Bên trong đó chính là nhân vật chính của chúng ta. Có dán một cái mã QR để có thể quản lý sản phẩm nè. Và phía trên nắp hộp của chúng ta sẽ có tên thương hiệu Lacoste cùng với logo hình chú cá sấu rất là đặc trưng của thương hiệu này. Đầu tiên mình xin giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu Lacoste cho những bạn nào chưa biết nha. Lacoste là một công ty của Pháp được thành lập vào năm 1933 bởi đồng vận động viên quần vợt Rance Lacoste và doanh nhân Henri Julier. Thương hiệu này chuyên bán quần áo, giày dép, đồ thể thao, kính mắt, đồng hồ và cả nước hoa nha các bạn. Công ty có thể được nhận biết bởi biểu tượng logo chú cá sấu màu xanh lá cây rất là đặc trưng và Rance Lacoste là người đã sáng lập công ty, được người hâm mộ đặc biệt danh là cá sấu vì sự ngoan cường của ông trên sân quần vợt. Vào tháng 11 năm 2012 thì Lacoste đã được mua lại hoàn toàn bởi tập đoàn Montfares của gia đình Thụy Sĩ. Và đó là vài cái thông tin tổng quan về thương hiệu này cho các bạn thể nắm bắt được nha. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nhân vật chính của chúng ta. Sản phẩm của chúng ta bên trong thì vẫn được bảo vệ rất là kỹ lưỡng bởi một cái lớp ni lông như thế này. Ở trên chiếc túi này chúng ta sẽ thấy là một chiếc tem nhỏ thôi, cung cấp một số các thông tin về sản phẩm. Đầu tiên là thương hiệu nè, Lacoste. Sau đó chúng ta sẽ có mã sản phẩm là L246S, mã màu là 050 và thông số kỹ thuật sẽ là 5915145. Đó, những thông tin về sản phẩm bên trong. Sẽ lấy chiếc mắt kính của chúng ta ra nha. Rất là đẹp các bạn. Và Lacoste họ bảo vệ hai chiếc càng kính của mình cũng rất là kỹ lưỡng bằng hai lớp ni lông bọc hai bên càng kính luôn nha các bạn. Đầu tiên mình xin chia sẻ về tên của mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ là Lacoste Racewear Men Sunglass, một mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ thương hiệu Lacoste với dạng khung là dạng khung vuông và một kính là của ta là một dòng kính màu xám nên có tên là Racewear. Mã sản phẩm đầy đủ của mẫu sản phẩm này sẽ là L246S-050-59. Mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này dưới phần nội dung. Các bạn có thể truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn nhé. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 59mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của eShip.vn thì đều có đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên là trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt cũng như là chi tiết hai bên thái dương này nhé. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng luôn, giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu tùy trang với mình, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo nó thực sự thoải mái nhất nữa thì chiếc mắt kính đó mới là phù hợp với bạn. Và màu trong kính trên mẫu sản phẩm này chúng ta sẽ có một cái màu xám radian, đây là Ray Radian các bạn ha. Thì cái phần phía trên nó sẽ chuyển dần là cái tông màu đậm nè, các bạn thấy không? Tông màu tối hơn và dần dần chuyển xuống phía dưới sẽ là tông màu sáng hơn. Cái chức năng của cái việc thiết kế tông màu này hay cái hiệu ứng radian này đó chính là dành cho những bạn nào mà lái xe thường xuyên. Chúng ta thấy là phần phía trên nó sẽ che nắng cho chúng ta tốt hơn và phần phía dưới thì nó trong hơn, nó sẽ đảm bảo chúng ta quan sát rõ hơn các bảng điều khiển cũng như là tay lái, từ đó chúng ta di chuyển an toàn hơn rất là nhiều. Cái công dụng của phần hiệu ứng radian này. Và ngoài ra thì các bạn có thể thấy hiệu ứng radian nó mang lại cái nét thời trang cho mẫu mắt kính của chúng ta rất là nhiều luôn, được rất là nhiều người yêu thích về cái tông màu radian này nha các bạn. Và tất nhiên trong kính của chúng ta thì tất nhiên là 100% chống tia UV rồi. Đây là cái chức năng cơ bản của một chiếc kính mát. Bên ống kính bên trái các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có tên thương hiệu Lacoste cùng với logo biểu tượng chú cá sấu được khắc laser cực kỳ sắc nét luôn nha. Đây, nằm ở trên phần góc này đây. Và cầu kính trên mẫu này của chúng ta sẽ là 15mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo cầu kính chính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính này, cầu kính của chúng ta nha các bạn. Phần phía trên này chính là phần top 3 của kính nè. Và càng kính của mẫu này sẽ là 140mm, một chiếc càng kính tương đối là trung bình. Hầu hết những cái thông tin về mã sản phẩm, mã màu cũng như là thông số kỹ thuật đều được thể hiện bên trong càng kính bên trái. Thì lần này họ dời xuống phía dưới phần tay kính như các bạn có thể thấy đây. Mã sản phẩm là L246S nè, mã màu là 050 và thông số kỹ thuật là 5915145. Ở phân can kính còn lại chúng ta sẽ có là tên thương hiệu Lacoste cùng biểu tượng logo chú cá sấu. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính này ha. Còn phần thân càng kính ở phía ngoài để các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái phần thân càng kính nó khá độc đáo, đó là dạng dẹt. Đây, nó dẹt ra như thế này và trên phần dẹt này chúng ta sẽ thấy là tên thương hiệu này được khắc laser cực kỳ sắc nét luôn ở cả hai bên phần thân càng kính như thế này, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa dành cho mẫu sản phẩm của chúng ta ở các góc nhìn. Về dạng khung trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái dạng khung rất là quen thuộc, đó chính là dạng square, tức là dạng vuông. Với các bạn có khuôn mặt hơi tròn, các bạn nên chọn những chiếc kính có dạng hình chữ nhật hoặc là dạng vuông giống như thế này. Nó sẽ tạo cái cảm giác cho khuôn mặt bạn dài hơn, đem lại cái sự hài hòa và thanh thoát cho khuôn mặt của bạn. Từ đó tôn dáng khuôn mặt và giúp bạn tự tin hơn rất là nhiều khi chúng ta đeo kính. Về màu khung trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái màu khung màu xám nha các bạn. Đây, màu xám kim loại và được làm mờ rất là đẹp, tạo nên cái nét cao cấp cho bộ sản phẩm cũng như là cái sự sang trọng dành cho mẫu mắt kính của chúng ta rất là nhiều. Phần top 3 chúng ta sẽ có thêm một cái phần nhựa với cái tông màu đồi mồi rất là đẹp luôn các bạn. Một cái điểm nhấn rất là mạnh trên mẫu mắt kính ngày hôm nay. Và chất liệu khung kim loại thì nó có cái ưu điểm là rất là mỏng và bền, phù hợp với nhiều khuôn mặt nè, mẫu mã cũng đa dạng và rất là tinh tế. Gọng kim loại được coi là sang trọng hơn gọng nhựa rất là nhiều, đó điển hình ngay trên sản phẩm này các bạn cũng có thể thấy được rồi. Thích hợp cho rất là nhiều lứa tuổi nè và người làm việc trong môi trường trang trọng lịch sự nữa, chúng ta sử dụng gọng kim loại sẽ rất là phù hợp. Qua các góc quay các bạn có thể thấy là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung nè, phần top 3, cầu kính cũng như là hai bên ống kính của chúng ta, tất cả các chi tiết còn cực kỳ hoàn hảo luôn. Phần chân gá mũi như các bạn thấy là đệm mũi trong suốt, chúng ta dễ dàng nhìn thấy được bên trong logo biểu tượng chú cá sấu ở hai bên phần chân gá mũi cực kỳ sắc nét. Đây là các chi tiết mà chỉ có hàng chính hãng chúng ta mới có được nha các bạn. Các bạn lưu ý kỹ những cái đặc điểm này. Thân càng kính đây, tất cả các chi tiết còn rất là đẹp luôn. Độ nảy của khớp kính cũng rất là tốt nha các bạn. Đây, rất là chắc chắn luôn ở cả hai bên phần khớp kính. Và đó cũng là một số góc quay thực tế về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của xship.vn. Nếu như bạn nào đang quan tâm đến sản phẩm kính mát đến từ thương hiệu Lacoste nói chung cũng như là mẫu kính Lacoste ngày hôm nay nói riêng, hiện tại tại xship.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát cũng như là kính mát với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến xship.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại xship.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.